Những người dân Nigeria giờ đây đã có thể tiếp cận các nguồn vốn vay mua nhà dễ dàng hơn sau khi chính phủ nước này vừa mở một công ty thế chấp tài chính. Công ty thế chấp tài chính Nigeria do Ngân hàng Thế giới đầu tư sẽ cung cấp các khoản vay trong khoảng thời gian 20 năm với lãi suất hấp dẫn từ 1 đến 9% một năm. Trong những năm qua, Nigeria là điểm đến đầu tư hấp dẫn do thị trường tiêu dùng tiềm năng với hơn 160 triệu người, tăng trưởng GDP trên 6%, vượt xa nền kinh tế trì trệ ở các nước phát triển. Lĩnh vực xây dựng và bất động sản đang tăng trưởng với mức từ 10 đến 12%, trong khi bùng nổ các công ty xây dựng Nigeria và nước ngoài. Trong một khoảng thời gian dài trước đây, lĩnh vực cầm cố ở Nigeria bị bế tắc bởi vô số khó khăn, trong đó có lãi suất cao và thiếu nhà ở phù hợp. Những căn nhà mới có chất lượng thì chậm được triển khai do thiếu chuyên môn xây dựng và tài chính. Một số công trình xây dựng dang dở bị đóng băng sau khi dự án thiếu hụt vốn, trong khi nhiều công trình mới xây chất lượng kém, dẫn đến việc người dân không muốn mua bất động sản. Trung tâm tài chính thương mại của Nigeria là Lagos, một đô thị có khoảng 20 triệu dân, có thể là một trong những thành phố có giá bất động sản đắt nhất trên thế giới. Tại đây, một căn hộ 2 phòng ngủ có thể lên đến 1 triệu đô la. Căn hộ bình thường ở đây có giá từ 25 đến 35 triệu naira, tức là từ 153 đến 215 ngàn đô la Mỹ. Với sự ra đời của công ty thế chấp nhà nước với lãi suất thấp, nhiều người đang hy vọng có đủ khả năng để sở hữu một căn nhà. Để thực hiện được điều này, Ngân hàng Thế giới đã cung cấp một khoản vay trị giá 200 triệu đô la thông qua Hiệp hội Phát triển Quốc tế vận hành dưới sự giám sát của chính phủ. Một trong những công ty có liên quan đến lĩnh vực cho vay nữa là Liên minh Tiết kiệm và Cho vay, có tuổi đời từ 14 năm nay. Công ty này đang cho vay với mức lãi suất là 23%. Nhưng giờ đây, với việc có thể tiếp cận được nguồn vốn từ chính phủ thông qua quỹ nhà ở quốc gia, đã giảm lãi suất xuống mức 6% một năm. Đây là một sự tiến bộ đáng kể. Thị trường đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ ngành công nghiệp thế chấp của Nigeria sẽ có thể cạnh tranh và trở thành ngành công nghiệp thế chấp lớn nhất tại châu Phi. Lagos lập tức tận dụng cơ hội để thành lập các chương trình thế chấp nhằm khuyến khích những ai mong muốn mua nhà với lãi suất là 9,5%. Theo đà này, nhiều công trình xây dựng căn hộ và nhà ở bắt đầu mọc lên. Một căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ được bán với giá từ 27.000 đô la đến 204.000 đô la. Với việc thị trường bất động sản bùng nổ, chính phủ nhắm đến xây dựng 200 căn nhà mỗi tháng cho người dân. Chính quyền thành phố Lagos cũng vừa tổ chức chương trình xổ số, chọn ra 100 người được tham gia chương trình thế chấp mới. Một trong những tiêu chuẩn được tham gia là người đó phải đóng thuế đầy đủ trong vòng 5 năm. Chúng tôi đang đưa người dân từ chỗ thất vọng với nhà cửa đến một phong cách sống mới. Đó là giấc mơ của chúng tôi và tôi luôn tin rằng khi người ta mơ được thì người ta có thể làm được. Tại Nigeria, đất đai thuộc sở hữu của cả liên bang cũng như chính quyền bang và họ có thể đòi lại bất cứ lúc nào khi họ có dự án mới. Mặc dù nhu cầu nhà ở cao nhưng cả chủ đầu tư lẫn người mua đều khó khăn về vấn đề tài chính bởi lãi suất cho vay thường ở mức 25%. Cách duy nhất để phá băng là cho vay với mức lãi suất vừa phải, nhưng thị trường cầm cố lại gần như không tồn tại. Ngân hàng không muốn cho vay bởi lo ngại thông tin thiếu tin tưởng từ người mua vào đất đai. Chính phủ nước này đang thảo luận một số chính sách thành lập thị trường cầm cố thứ cấp và phát triển luật đất đai.